Hello, chào mừng các bạn quay lại với video của Dâm Mì Uncle nha. Hôm nay chiều một ngày trong tuần, nhưng mà mình sẽ dắt các bạn đi ăn cái nhà hàng tên là Capital Grill. Nhà hàng cũng ok lắm, được 62 tiệm trên toàn nước Mỹ rồi. Bởi nên các bạn ở những thành phố nào mà có nhà hàng Capital Grill, mấy bạn có thể tới ăn thử, như Scottsdale, này, Seattle. Hồi đó mình đi Seattle đó. Các bạn nào chưa coi gì cái series đó nhớ coi lại nha. Rồi mình có ở Las Vegas, ở New York cũng có. Bây giờ mình đi ăn ở Costa Mesa. Đây là một khung cảnh highway giờ chiều của Cali nha. Vẫn rất là đông đúc. 1, 2, 3, 4, 5 lên. 5 lên chạy lúc nào cũng đông hết. Đông từ sáng 6 giờ sáng tới 7, 8 giờ tối. Bây giờ là đỡ rồi nha. Chạy xe một kiểu này gọi là quá fancy rồi. Chứ còn buổi sáng mà mình mấy gia đình mà đi làm xa đó, ở Cali á, họ lái chừng 1 tiếng 2 tiếng họ đi làm là cũng bình thường à. Là tại vì nó kẹt xe kinh khủng lắm. Cái khoảng cách thì nó không quá xa nhưng mà nó rất là kẹt xe. Thì bây giờ từ nhà mình á, mà đi lên cái tiệm đó thì nó có chừng cỡ 8 mile thôi, nhưng mà mình phải đi tới hơn 20 mấy phút rồi. Tại vì phải đổi qua tất cả các freeway khác nhau á. Rồi bây giờ mình đang quẹo vô cái mall nha. Mall này South Coast Plaza nè. Người Mỹ là người shopping, là nghiện shopping nhiều nhất trên toàn thế giới. Mall lúc nào cũng đông hết. Đây tiệm Capital Grill. Cái tiệm này nó 2 tầng. Tiệm tầng dưới là tiệm Season 52. Tiệm ở trên là mình ăn cái tiệm ở trên cho là Capital Grill. Thì cái nhà hàng này á, là cái tiệm đầu tiên họ mở năm 1990 ở tiểu bang Rhode Island. Thì họ nổi tiếng á, là steakhouse với lại những cái món mà fine dining, có nghĩa là những món ăn mà sang trọng á. Thì mình rất là thích nhà hàng này, lý do là tại vì nó rất là consistent, có nghĩa là họ nấu ở đâu cũng giống nhau hết. Thì mỗi một cái tiểu bang hay mỗi một thành phố họ sẽ có cái menu riêng, nhưng mà họ nấu khá là cái tiêu chuẩn nó khá cao, thì nên họ nấu là lúc nào nó cũng ngon hết, chứ không phải có ngày ngon ngày dở. Thì các bạn coi cái nhà hàng á, thì họ lúc nào họ cũng xây trong cái mo hết á, thường họ xây trong cái mo. Đây nhà hàng bài trí rất là đẹp nha. Mình đang chờ tới khi mình lấy bàn, thì mỗi một cái bàn họ có một cái đèn rất là đẹp, rất là lãng mạn. Thì ở đây họ có cái tủ rượu á, tủ rượu gọi là wine locker, có nghĩa là mình có thể bỏ cái tên mình vô đây, xong đó mình bỏ rượu vô thì mình chiêu đãi bạn bè vậy, mình tới đây mình uống, thấy không? Mà các bạn thấy không, tên đây nè. Nói chung là cái tiệm này khá đẹp để mà các bạn đãi tiệc, đãi những cái business của mấy bạn vô đây ngồi ăn uống nói chuyện, đãi gia đình tiệc birthday. Họ có rất là nhiều cái private room á, private room để mình có thể là mình đãi những cái buổi tiệc sinh nhật, hay là mình muốn ngồi một cái phòng riêng gì đó. Đây bây giờ mình đang ngồi trong nhà hàng rồi nha. Các bạn thấy không, bài trí rất là đẹp, họ cho mình một cái đèn rất là dễ thương, rất là tình cảm ấm cúng. Thì mình order nước rồi. Cái hay ở chỗ á, Capital Grill của mình thích, rất là thích luôn. Mấy bạn có thể nào ăn thử đi, họ sẽ đem ra một rổ bánh mì. Thì thay vì những cái nơi khác á, là họ chỉ đem một loại bánh mì thôi, ở đây họ đem rất là nhiều loại luôn. Mình có cái này là brown bread nè, cái này là nó có mix chocolate hay sao đó. Cái này là cái mình thích nhất nè, cái này nó ngọt ngọt, nó có tỏi. Với cái này giống như naan nè, naan của Ấn Độ. Bây giờ mình thử cho mấy bạn coi nha. Đây nguyên rổ bread đó, mình thích cái này nhất nha. Để thử, đổ bơ lên, người ta cho mình bơ nè, với chút xíu muối. Đây. Cái này nó ngon, ngon dễ sợ luôn, nó mềm á. Mà ở trên này á, họ bỏ một lớp, không biết lớp chi hay lớp gì á, mà ăn vô giống như tỏi vậy á, mà nó ngọt ngọt ngọt, ăn ngon lắm. Thơm, khủng khiếp, trắng vô miệng đó là thơm liền không. Cái bơ này nè, bơ làm nhà hàng á, ngon dễ sợ luôn, không phải bơ mua ngoài. Ngon lắm, cái này là ngon nhất luôn á. Giờ mình có black red nè, brown red, naan của Ấn Độ.
cái này cũng ngon nữa. Cái này giống như regular bread thôi, nhưng mà họ bỏ cái gì lên hay cái gì ở trên đó, ăn cũng thơm lắm. Nhưng cái này là the best. Yeah, like last year already. Oh yeah, we'll happy to have you guys back again. Yeah, we've been here. Have a good dinner this evening. Yeah, thank you. Đây, khai vị nha, New England clam chowder. Đây, họ có cho mình một cái bịch cracker nữa để mình bỏ vô cái súp clam chowder, cái là súp sò đó. Súp sò với lại khoai tây nghiền với sữa. Họ làm đặc lại. Và anh thử nha. Mở cái này ra. Bỏ vô. Đây, bỏ đít thôi. Ăn thử cái đã. Đây. Khoai tây, này lớp này là trong này là có khoai tây, rồi có sò, sữa. Có một ít rau ngò ở trên. Ngon. Thơm. Thơm lắm. Khoai là ngon. Để coi kiếm có sò không đã. Tại giờ nó cùng một màu hết trơn. Gặp chúng đeo miếng đen nó đâu thấy đường nữa. Ngon. Vừa ăn lắm. Sò đâu? Cắn vô cái sò là mình biết liền rồi, nó sực sực dai 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 á. Ăn ngon lắm. Ăn khai vị ấm. Bây giờ mới thấy sò nè, ăn vô ngon, ngon thiệt. Cái khó của món này á là cái khoai á với cái sữa đó, mình phải cái độ balance nó phải có nha. Nếu mà mình bỏ ít quá đó thì nó lạnh nhất nè. Mà nếu mình bỏ nhiều quá thì nó béo quá. Nhưng mà cái chỗ này á là họ làm vừa, coi như là vừa. Họ làm cái độ mà cân bằng á, nó không có quá béo đâu. Mình tưởng khoai thường thường nó ăn nó hay bị ngán lắm, nhưng mà cái này ăn hoàn toàn không có ngán tí nào hết. Mình thích lắm. Ngon thiệt á. Cái sò rất ngon. Hồi nãy anh Bồi anh có hỏi mình là thích ngọt không, anh giới thiệu cái này. Thì mình á thì không có phải dân chuyên để thử, nhưng mà mình nghĩ cái này mấy cô thích hơn. Nó hơi ngọt ngọt chua chua vậy đó. Và cái mùi rượu mình uống lên mình thấy mà anh mình nghĩ là mấy cô thích hơn. Còn đàn ông cỡ mình là mình chơi ba cái môn đế rượu mạnh không à. Đây món đầu tiên nha, món đầu tiên là pancia tuna với lại ginger rice. Ở đây mình có nước mắm nè, nước tương nè, muối ớt xanh nè. Nói chơi nhà chơi Mỹ không có mấy cái đó nha, nhà hàng Mỹ nó không có cái đó là pha là bó tay luôn á. What the hell? Pancia tuna là gì? Có nghĩa là cá hồi, áp chảo, mè. Ở đây là cơm nấu với gừng, thì ăn thử. Cái gì cũng phải thử mới được. Đây, cá phao, cá ô lộn, tuna là cá ngừ chứ không phải cá hồi, nói lộn luôn xin lỗi nha. Cá ngừ, lộn. Chắc là nha. Sao nó không đứt. Đứt rồi. Thử nha, thử cơm sao cho cái nĩa to quá vậy. Chơi cái nĩa nhỏ nhỏ thôi, to quá. Cơm. Cơm trộn với gừng với wasabi. Ăn giống như cơm với gừng, wasabi, đường, với nước mắm hay sao á. Ăn giống như cơm chiên vậy á, mà ngon lắm. Cái này không biết chấm thử cái nào, chấm thử muối ớt xanh đi. Cái này không phải muối ớt xanh, cái này là không biết cái gì nữa, mà ngon lắm. Ngọt ngọt, chua chua. Cái này là giấm. Giấm mà nó không có phải chua, giấm họ pha với như rượu vang hay gì đó. Còn cái này là giống y chang nước tương của mình vậy, y chang nước tương của mình thì nó ngọt ngọt mặn mặn. Cái cá ngừ này đó là họ chỉ có xia thôi, các bạn thấy không, xia là họ rắc miếng mè ở trên. Xia có nghĩa là họ áp chảo á, áp chảo cái mặt ở trên nó cháy thôi, nhưng bên trong á mình nghĩ là nó vẫn còn sống nè, sống phải không. Họ chỉ áp chảo hai bên thôi, họ có phủ một lớp mè lên nữa thì cái gia vị của họ ngon lắm. Nhưng mà con cá này quan trọng là ngon không là do con cá với cái cơm họ nấu á. Nó khác với người Việt Nam. Người Việt Nam là ăn cơm trắng rồi mới tẩm gia vị, tẩm nước sốt, tẩm nước mắm ở ngoài. Nhưng mà khi mà họ nấu cái này á, là trong lúc họ vo gạo hay là nước cơm á, là họ pha cái gia vị vô luôn. Thì họ bỏ chút xíu wasabi với lại gừng vô trong đó, ăn ngon lắm. Ăn rất là ngon, vừa miệng lắm. Ba loại nước chấm này cũng ngon nữa. Đây, món thứ hai nha. Món thứ hai này là cá sea bass. Sea bass, họ làm với cái sốt gì đó. Ở đây mình thấy là nấm đông cô nè, măng tây. Họ làm với nước sốt. Sea bass là cái gì? Sea bass là một cái nãy dịch ra tiếng Việt đó kêu là con cá gì quên mất tiêu rồi, tên khó nhớ lắm. Nhưng mà nó là cọ của con cá mú nha. Cá mú. Mà mấy bạn nào ở Việt Nam có cá bóng mú chân tương á, hồi mình ở Việt Nam có hay ăn món đó. Thì cái miếng thịt của nó mấy bạn thấy là nó khác với những cái con bình thường. Cái thịt của nó tách ra từng lớp, ăn nó khác nè, thấy không? Nó tách ra từng lớp luôn nè. Ê, trắng tinh. Mặc dù nó đeo kiếm đen rồi mà vẫn thấy được cái độ trắng của nó. Nice. Đây. Cá nha, đầu tiên mình phải thử con cá không.
Họ làm cái sauce, creamy sauce này á, họ làm bơ, với chút xíu rượu, muối, vừa ăn kinh khủng luôn á. Mà quan trọng là con cá này nó ngon, theo mình là nó ngon hơn hẳn con cá gừ nãy luôn á. Sea bass là khác. Bây giờ ăn thử với là Tabasco sauce nha. Chấm nè, Tabasco nè. Nó ngon quá. Cái bơ á, họ làm sao á mà pha với cái nước sauce này á, ăn vô nó thơm, thơm khủng khiếp luôn. Cá tươi, cá tươi. Nấm đông cô cũng ngon nữa. Cái hương vị á, hương vị này nhà hàng Mỹ, nhưng mà họ cái món này mình ăn giống như cảm giác như mình ăn mặn một món châu Á vậy á, giống như ăn món châu Á nhưng mà rất là ngon luôn. Cái sauce này họ làm ngon quá. Các bạn nào có cơ hội tới nhà hàng Capital Grill thử gọi cái món này đi, gọi là sea bass. Mình quên mất cái tên này, cái tên dài lắm, nhưng mà họ trộn với sauce ăn nó vừa thơm vừa ngon. Con cá mặc dù con cá này cá đông đá nhưng mà ăn tươi lắm, tại nó thịt nó ra từng thớ từng thớ. Đấy, bây giờ là một món khác nữa. Cái này là bò dry aged steak. Dry aged steak là sao? Dry aged steak là một cái kỹ thuật để mà tách cái phần nước của bên ngoài của con bò ra. Thì đầu tiên đó là cái miếng thịt bò là họ sẽ mua về, họ treo lên, họ xử lý như sao đó không biết, nhưng họ sẽ treo lên trong một cái phòng. Cái phòng đó thì nó nhiệt độ tầm 1 độ C vậy, nhưng mà độ ẩm là 80%. Thì họ treo thường thường đó, họ treo từ 14 ngày cho tới 28 ngày. Nhưng mà có những cái loại mà nó mắc tiền hơn đó, họ sẽ treo tới 70 ngày luôn. Thì lúc này cái bề mặt ở ngoài của con bò là nó khô rồi nè, nó khô, nhưng mà bên trong của nó vẫn giữ được cái vị tươi ngon, mà họ nói là họ mềm, quan trọng rất là mềm, thậm chí là mình có thể ấn nhẹ xuống là coi như mình cắt được luôn mà không có cần mà phải ấn quá nhiều lực. Đây thử nha. Và sau khi họ tách nước như vậy á, thì cái lớp nước ở bên ngoài của cái miếng thịt bò máu rồi á nó sẽ chảy ra hết, nhưng mà cái bên trong á nó vẫn giữ được cái độ tươi ngon của nó. Đây mình cắt ra miếng to to cho mấy bạn coi. Đây, thấy à. Nó ngon. Rất là ngon luôn. Còn cả miếng hành nữa. Cái hành. Cái mùi vị á nó khác hẳn là miếng thịt bò tươi mà em bỏ lên. Khác. Bạn có thể thấy được cái độ khô á, cái sự khô của cái miếng mặt, cái mặt của thịt bò luôn. Thì bạn cắn vô á, thì cái mặt hai bên miếng thịt bò á, bạn cảm giác được cái độ khô luôn. Nhưng ở bên trong á, nó mềm lắm. Nó mềm mà nó giống như nó không có một cái mùi máu luôn. Thì giống như mấy bạn ra ngoài mấy bạn kêu, hình như kêu rare hay kêu medium á, thì bên trong á, nó thường á, nó hay có cái máu ở trong, mình cắt ra nó nhảy chịu, sót chịu máu. Còn cái này nó khô, cảm giác nó khô, khô hoàn toàn luôn. Nhưng bên trong á, nó mềm mà nó mịn vậy đó. Nó mềm, cái thịt bò nó mềm mà nó mịn dữ lắm. Ăn thử miếng nữa. Khác xa luôn á. Nên lần đầu tiên mình ăn cái miếng bò này á, nó khác xa với miếng bò tươi. Miếng bò tươi á, nó juicy, có nghĩa là nó màu mỡ, nó có giống như ướt át vậy. Còn cái miếng nó khô, cảm giác khô. Nhưng mà cái khô của nó không phải do chiên xào chiên nướng mà ra, mà do là nó treo lên. Ê, bây giờ mình ra cái bill rồi nha. Bill nha, 264 đồng 79 sen. Tính tiền Việt Nam chắc hơn 5 triệu một chút. Đây, 264 đồng, nhưng mà ăn được tới 4 người và một trẻ em, ăn khá no. Mà thật ra cái miếng steak hồi nãy á, là nó tới hình như là 14 ounce, ăn không có hết. Nó quá ngon đi, mình nghĩ là nếu mình ăn cái filet mignon ở những cái nhà hàng mà như Outback Steakhouse hay những cái nhà hàng khác á, nó có 6 ounce hay 10 ounce thôi, nó cũng không ngon bằng cái miếng 14 ounce này. Cái miếng 14 ounce nó quá mềm mà nó ngon, mà cái bên trong nó mình thích dễ sợ luôn á. Lần đầu tiên mình ăn cái dry aged á, là trước giờ mình ăn món bò đó là nó ướt át lắm, mà lần đầu tiên mình ăn cái bò nó khô mà nó ngon vậy. Thì mình thấy cái giá này với một khung cảnh này quá đẹp vậy. Ở miền Nam Cali hoặc là ngồi ở Las Vegas hay New York đó, thì cái giá này nó quá là chuẩn, quá là tuyệt vời. Tốt để cho các bạn đãi tiệc cho gia đình, đãi birthday, mời những đối tác của các bạn. Vậy là kết thúc một buổi ăn tối ngày hôm nay cùng với Dâm Mì Uncle rồi. Các bạn nhớ hit cái nút like, share, subscribe. Rồi các bạn muốn Dâm Mì Uncle đi review cái nhà hàng nào thì các bạn comment below nha, để mình biết, mình có thể đi, nếu mình có cơ hội mình sẽ đi review những nhà hàng đó cho các bạn coi nha. Bye bye.